Ok, ta sang bài tiếp theo, đó là nguyên lý làm việc của thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế và các vấn đề an toàn bức xạ liên quan. Thế thì trong cái bài này thì chúng ta đã sẽ nghiên cứu về các cái vấn đề liên quan đến đến cái nguyên lý làm việc của X-quang trong chẩn đoán y tế. Thế thì như chúng ta đã biết rằng về tia X ấy, đúng không? Tia X thì chắc mọi người biết rất rõ rồi, đúng không? Tôi cũng nói rất nhanh qua cái này thôi. Thì cái lịch sử phát triển của tia X năm 1895 thì nhà bác học Röntgen khi ông nghiên cứu cái tia âm cực ấy. Thế thì khi đang nghiên cứu cái tia âm cực ấy thì ông đã bọc cái gì? Ông đã bọc kín cái khi mà kết thúc công việc ấy, đúng không? Thì ông đã bọc kín cái phần phát tia cực rồi, bọc kín hết rồi đó. Thế nhưng mà trên kính ảnh vẫn hiện ra, vẫn hiện hiện ra một cái ảnh của các cái một số các cái vật dụng ở trong phòng của ông ấy. Thế nên ông ấy nghi ngờ có thể là có một cái tia gì đó mà mình chưa biết. Đó, thế sau sau đó thì ông làm nhiều thí nghiệm thì ông phát ra, ông biết, ông phát hiện ra có cái tia X. Tia X là cái tia X xì nào đó ông chưa biết, đúng không? Sao ông ấy tên là Röntgen, do vậy mà người ta còn gọi ông ấy là, người ta còn còn gọi đó là tia Röntgen. Và cái hình ảnh các đồng chí thấy được cái hình ảnh mà ở trong này tôi không chụp, nhưng mà cái hình ảnh mà chúng ta vẫn thấy đây, cái hình ảnh này. Đây. Để quay lại để mở cái này ra để cho chúng ta xem. Không biết là các đồng, chắc các đồng chí đã biết rồi, chắc các đồng chí biết cái ảnh này rồi đúng không? Chắc là các đồng chí đã nhìn thấy cái ảnh này rồi. Chắc là các đồng chí nhìn thấy cái ảnh này rồi. Đây, chiếu lên các đồng chí cái ảnh này để chúng ta xem nhé. Đó. Đây, cái ảnh này đúng không? Cái bàn tay có cái nhẫn đeo này, cái bàn tay có cái nhẫn đeo là sau khi đã phát hiện ra cái tia X ấy rồi thì ông ấy làm một cái thử nghiệm, tức là Röntgen làm một cái thử nghiệm là ông mới chụp cái bàn tay của vợ ông ấy. Chụp bàn tay của vợ ông, đây là chính là bàn tay của vợ Röntgen ấy. Đây là chính là bàn tay của vợ ông Röntgen. Đấy là cái bức ảnh chụp đầu tiên, bức ảnh chụp tia X đầu tiên trên thế giới. Đó. Bức ảnh chụp tia X đầu tiên trên thế giới đó là bức ảnh bàn tay của vợ ông Röntgen. Thì đây là cái nhẫn bà ấy đeo ở trên ngón tay, đúng không? À, là hiện ra rất là rõ trên phim. Đó. Và các cái xương xương bàn tay, xương ngón tay, thì đây là bức ảnh đầu tiên chụp bằng tia X trên thế giới. Đấy là cái bàn tay của vợ ông Röntgen. Thì báo cáo với các đồng chí là sau khi mà Röntgen công bố ra cái tia X như thế này thì là người ta ngay lập tức người ta thấy cái vai trò của tia X, đúng không? Người ta ngay lập tức người ta thấy cái vai trò của tia X rất lớn trong cái việc là giúp giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh, đặc biệt là gì, trong các cái chẩn đoán về 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 xương, đúng không? Đặc biệt trong cái chẩn đoán về xương, gãy xương chẳng hạn, đúng không? Giả sử ai đó có cái gãy xương chẳng hạn thì sẽ có vết đứt ở đây ngay, hoặc là gì, hoặc là trong chiến tranh chẳng hạn, người ta chẩn đoán xem là các cái viên đạn nằm ở trong cơ thể, ở chỗ nào trong cơ thể để người ta phẫu thuật cho nó gì, cho nó chính xác. Ví dụ như là một người bị một 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 cái người lính chẳng hạn mà bị cái viên đạn nó bắn vào trong người chẳng hạn, đúng không? Bắn vào chân chẳng hạn, bắn vào đùi chẳng hạn, đúng không? Thì ta biết là bắn vào đùi đấy, nhưng mà biết ở chỗ nào, nó không thể biết là ở chỗ nào được, đúng không? Biết được cái khu vực đấy thôi. À, khu vực đau ở khu vực đấy thì biết là cái khu vực đó. Do vậy nếu như mà không có cái tia X, đúng không? Nếu không có tia X thì chúng ta phải gì,
chúng ta phải mổ một cái vùng rộng thì mới tìm được cái viên đạn. Còn nếu như chúng ta có TX, chúng ta chụp X quang thì chúng ta biết ngay được cái viên đạn nó ở đâu, nó biết ngay được vị trí của viên đạn, và do vậy giúp rất nhiều cho cái gì, cho bác sĩ trong cái việc chẩn đoán và điều trị. Đúng không? Chính vì vậy mà ngay sau khi báo cáo đồng chí là ngay sau khi mà gì, ngay sau khi mà cái tia X này được phát hiện ra, là một thời gian rất ngắn sau đó nhé, một thời gian rất ngắn sau đó là cái tia X đã được ứng dụng trong y tế. Báo cáo đồng chí, một thời gian rất ngắn sau đó là tia X đã được ứng dụng trong y tế. Đó. Chỉ vài năm sau là ở Mỹ người ta ứng dụng ngay tia X trong y tế. Đó. Trong y tế người ta ta chụp X quang trong y tế. Đấy. Thế thì đấy là các cái, bởi vì sao? Bởi vì tia X có cái tính chất là nó có khả năng đâm xuyên tốt, đúng không? Khả năng đâm xuyên tốt, chứ ánh sáng bình thường thì lại không xuyên qua được, không xuyên qua được các mô trong cơ thể người, nhưng tia X lại xuyên được qua. Do vậy mà, và đấy là cái thứ hai, là nó lại có khả năng tác dụng lên kính ảnh. Thì bây giờ các đồng chí, cái chụp X quang bây giờ là chúng ta dùng chụp kỹ thuật số nhiều, đúng không? Cái X quang cổ điển là chúng ta không dùng nữa, nhưng mà cái X quang cổ điển đã tồn tại hàng gì, hàng hàng trăm năm. Và các đồng chí là tồn tại hàng trăm năm, đúng không? Đó. Và đã giúp ích rất là nhiều, bởi vì nó, cái tia X này có tác dụng lên kính ảnh, hiện hình lên trên kính ảnh giống như là ánh sáng ấy. Đó. Cái thứ hai là tia X là có cái tác dụng sinh học rất mạnh, nó có khả năng phá hủy tế bào hoặc là diệt vi khuẩn. Thế nên là chúng ta có cái việc mà chúng ta, người ta cũng có thể dùng tia X để diệt khuẩn này, dùng tia X để diệt khuẩn. Thì cái thiết bị phát tia X đây, đây là thiết bị phát tia X. Báo cáo với các đồng chí là cái thiết bị, cái bóng phát tia X, cái thiết bị phát tia X thì rất là gì, rất là phức tạp và đắt tiền, đúng không? Đắt tiền thì không biết có đắt tiền lắm hay không, nhưng mà cũng là đắt tiền. Tuy nhiên là cái nguyên lý hoạt động của nó thì rất đơn giản. Và các ông chị, nguyên lý hoạt động của TX này rất đơn giản. Nguyên lý làm việc của thiết bị phát TX rất đơn giản, nó chỉ có hai cái bộ phận chính. Có hai bộ phận chính, đó là cái sợi dây kim loại làm cathode và gì, và một cái tấm kim loại nặng làm alo, tấm kim loại nặng làm alo. Thế thì tại sao lại cần cái sợi dây kim loại làm cathode và tấm kim loại nặng làm anode? Bởi vì sao? Cái nguyên lý hoạt động của cái bóng phát tia X như sau: người ta cho cái dòng điện, là dòng điện điện áp nhỏ chạy qua cái gì, chạy qua cái cathode này, đốt nóng cathode đi thì sẽ giải phóng ra cái electron. Đó. Electron, và cái electron dần giải phóng này sẽ nằm ở trên bề mặt của cái dây cathode này, của dây cathode này. Và nếu như giữa anode và cathode tôi đặt một cái hiệu điện thế, giữa cathode và anode tôi đặt là một hiệu điện thế, thì giữa cathode và anode sẽ tạo nên một điện trường, và điện trường này sẽ kéo electron từ gì, electron tự do nằm trên bề mặt của cái gì, của cái sợi dây cathode này chạy về anode. Và trong quá trình chạy từ cathode về anode, nó được gì, nó được tăng tốc. Và khi nó tới anode thì nó có vận tốc rất lớn, nó đập vào anode, nó đập vào anode thì nó dừng lại đột ngột. Dừng lại đột ngột tức là có gia tốc, có gia tốc lớn, dừng lại đột ngột có gia tốc lớn, mặc dù nó là gia tốc âm nhưng gia tốc lớn. Thì chúng ta đã biết rằng là bất kỳ một cái hạt tích điện nào chuyển động có gia tốc thì đều phát ra bức xạ dưới dạng sóng điện tử. Bất kỳ một hạt nào nhé, một hạt tích điện nào chuyển động có gia tốc thì đều khi mà thì đều phát ra bức xạ điện tử, bức xạ dưới dạng sóng điện tử. Và do vậy khi mà gì, khi mà electron có vận tốc rất lớn tích đập vào anode, tức là nó bị hãm lại, đúng không? Nó bị hãm lại đột ngột và nó phát ra bức xạ điện tử, đúng không? Thì do vậy mà cái bức xạ này người ta gọi là bức xạ hãm, là bởi vì electron bị gì, bị hãm lại ở trong gì, ở trong anode, và phát ra bức xạ, đúng không? Nếu hiệu điện thế giữa anode và cathode này cỡ độ vài kilovolt tới vài trăm kilovolt thì cái bức xạ điện tử phát ra sẽ có năng lượng cực đại, từ vài kilovolt, từ vài kilo electron volt tới vài trăm kilo electron volt, thì nó sẽ nằm ở trong cái gì, vùng năng lượng của tia X. Còn nếu hiệu điện thế giữa cathode và anode cỡ độ gì, cỡ độ trên 1 triệu volt, thì cái năng lượng của bức xạ sẽ nằm trong vùng của tia gamma, gian vùng tia gamma.
đối với bóng phát dùng trong y tế, đối với bóng ta có cái thiết bị phát tia X dùng trong công nghiệp và dùng trong y tế. Dùng trong công nghiệp thì nó không cần phải phức tạp như là dùng trong y tế, bởi vì dùng trong y tế thì còn dùng trong công nghiệp thì chủ yếu người ta chỉ cần có cái dòng tia X thôi, chỉ có cái dòng tia X với cường độ lớn với cường độ nhỏ thôi, mà ta không cần cái độ phân giải lớn của cái chùm tia X, đúng không? Thế nhưng mà trong y tế khi chụp ấy, đặc biệt là chụp vú rồi chụp chụp các cái phần mà cần có cái độ phân giải lớn đấy, cần có cái độ phân giải tốt đấy, thì cái cathode lại phải gì? Cathode lại phải nhỏ, đúng không? Cathode lại phải nhỏ để gì? Để cho cái để tăng cái độ phân giải của cái thiết bị phát tia X. Cái thứ hai là gì? Là khi mà chùm electron chạy từ cathode đến đập vào anode, nếu như mà cái cường độ lớn thì nó sẽ gì? Thì nó sẽ làm nóng cái anode lên, làm nóng anode lên nhé. Cường độ rất lớn mà đập vào với vận tốc rất lớn, do vậy sẽ làm nóng anode lên, làm nóng anode lên. Do vậy mà cái vật liệu làm anode phải là cái vật liệu mà gì? Mà có cái độ chịu nhiệt tốt, hay là có cái nhiệt độ nóng chảy gì? Nhiệt độ nóng chảy lớn. Anode phải làm bằng vật liệu nặng, anode phải làm bằng vật liệu có nguyên tử số lớn, để cho xác suất biến cái năng lượng của electron thành tia X lớn hơn, bởi vì chúng ta đã có cái phần năng lượng của electron biến thành tia X tính theo công thức này, F bằng 3,3 nhân 10 mũ trừ 4 nhân với Z nhân với E max, đúng không? F bằng 3,3 nhân 10 mũ trừ 4 nhân với Z nhân với E max. Thì ở đây Z là nguyên tử số của anode, của cái chất làm anode đây này. Còn E max chính là năng lượng cực đại của electron, đúng không? Do vậy mà người ta phải làm cái anode bằng cái vật liệu có Z lớn, và đồng thời để nó không bị nóng chảy thì lại phải làm bằng vật liệu có gì? Có nhiệt độ nóng chảy lớn. Chính vì vậy nên là đối với anode đấy, thường là người ta sẽ làm cái anode này sẽ là một cái tấm Wolfram, vừa rẻ tiền mà lại vừa gì? Nhiệt độ nóng chảy cao, đúng không? Nhiệt độ nóng chảy cao, và để dẫn điện tốt đấy, đúng không? Để dẫn điện tốt đấy thì gì? Thì người ta lại bọc xung quanh nó bằng một cái tấm đồng, thường là cái bọc một cái tấm đồng lớn, đúng không? Ở giữa tấm đồng này tôi đặt một cái miếng gì? Wolfram, để cho gì? Để cho electron sẽ đập vào wolfram, đúng không? Đập vào wolfram. Wolfram thì có cái số Z lớn này, đồng thời có nhiệt độ nóng chảy cao này. Do vậy mà thường đối với bóng phát trong 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 X quang ấy, thì thường cái phần anode sẽ là một cái tấm wolfram, sau đó nó bọc bằng một cái lớp đồng để nó dẫn điện tốt đấy. Và để gì? Để khi electron chuyển động từ gì? Từ cathode về anode không bị không khí ở trong này cản trở, thì người ta sẽ cho cả cái hệ thống này vào một cái bình thủy tinh và người ta hút chân không ra. Đúng không? Người ta hút chân không ra để không có không khí ở trong này cản trở electron chạy từ cathode về anode. Electron không bị cản trở khi chạy từ cathode về anode, ra vậy hút chân không ra. Đúng không? Vì cho vào trong cái bình thủy tinh xong này hút chân không ra, do vậy mà chúng ta trông nó giống như cái bóng đèn ấy, nè, giống như cái bóng đèn, do vậy mà ta gọi nó là bóng phát tia X. Đấy là không biết là người nước ngoài có chưa, tôi chưa hỏi cái chưa nói chuyện với người nước ngoài về cái chuyện gọi tên như thế này. Nhưng còn người Việt Nam như vậy, tôi thấy là người Việt Nam rất là hay gọi theo cái trực quan, rất hay gọi theo cái trực quan. Ví dụ như là cái năm 2009 này tôi sang cái Praha, thì sang Praha, có cái hội nghị ở Praha, mình sang bên đấy thì các đồng chí biết rằng là Séc là cái nước mà có rất nhiều người Việt Nam ở, đã đến cái đến và cái người Việt Nam đã có một cái rất thành công trong cái kinh doanh ở Séc, và rất thành công trong cái việc gọi là đề nghị với chính phủ Séc là công nhận là dân tộc Việt là một dân tộc của Séc, không phải là người ngoại quốc. Báo cáo đồng chí là người Việt Nam ở Séc là một dân tộc của Séc, không phải là người nước ngoài nhé, là một dân tộc của Séc đấy, là một dân tộc thiểu số của Séc, cũng giống như là dân tộc Dao, dân tộc Tày của Việt Nam ấy, chứ không phải là người nước ngoài đấy. Có một cái thành công rất là lớn như thế.
Thế thì ở Praha có một cái quảng trường Václav, mà ở giữa quảng trường ấy thì người ta để một cái con ngựa, người ta làm một cái con ngựa bằng đồng rất là lớn. Thế thì hàng sau khi buổi chiều tối, sau khi làm việc về xong, đúng không, nặng nhọc về trong kinh doanh nặng nhọc về xong, mọi người rủ nhau ra cái quảng trường Václav này để gì, để hóng mát vui chơi. Thế nhưng mà lại không gọi là quảng trường Václav mà lại bảo là tối ra mấy giờ ra quảng trường con ngựa nhé, bởi vì có cái con ngựa ở quảng trường, có con ngựa đúng không, không cần biết cái quảng trường nó tên là gì, chỉ biết có con ngựa nên ta gọi nó luôn là quảng trường con ngựa. Quảng trường con ở Đà Lạt có một cái nhà thờ gọi là nhà thờ con gà, không biết ở đây mọi người ở đây có ai gần Đà Lạt hay ở Đà Lạt không, có một cái nhà thờ gọi là nhà thờ con gà. Tôi cũng đến Đà Lạt nhiều lần rồi, bởi vì nó có cái lò phản ứng hạt nhân ở đấy nên là mình cũng đến đấy nhiều lần rồi. Và mình đến đấy thì cái buổi chiều hay đi dạo chơi thì ra cái nhà thờ con gà, ra nhà thờ con gà. Dĩ nhiên là rất là xin lỗi cái nhà thờ ấy, là bởi vì ra nhà thờ nó có tên của nó chứ không phải nhà thờ con gà đâu, tên nó có tên là đó, nhưng mà quả thật là bây giờ tôi cũng không nhớ cái nhà thờ tên là gì. Đấy. Cái nhà thờ trên nóc của nhà thờ ấy có một con gà trống, do vậy mà mọi người cứ gọi nhà thờ ấy là nhà thờ con gà, và mình cũng gọi nhà thờ ấy là con gà. Khi đến nhà thờ ấy thì có đọc cái biển thì biết cái tên nhà thờ ấy là gì, nhưng mà sau đó về thì cũng không nhớ cái tên nhà thờ ấy, mà nhớ chỉ nhớ đấy là nhà thờ con gà. Thì đấy, ý muốn nói là cái dân mình, là dân Việt Nam mình, là có cái nhớ theo cái trực quan, rất là hay nhớ theo trực quan. Do vậy đây là trông giống cái bóng đèn, nó gọi luôn nó là bóng phát tỷ, đúng không? Thế thì báo cáo với các đồng chí là báo cáo đồng chí là những cái này tôi cũng đi rất là nhanh thôi, bởi vì các đồng chí cũng biết, các đồng chí là đặc biệt các đồng chí làm trong y tế thì biết rất rõ cái này rồi, đúng không? Đấy. Về cấu tạo của thiết bị X-quang thì máy X-quang có sự khác nhau tương đối giữa các thế hệ, nào, giữa các cái thế hệ. Đó. Tuy nhiên là chúng vẫn dùng gồm có những cái thành phần cơ bản như sau, đó là bóng phát tia X này, bộ tạo cao áp này, bàn chụp, giá chụp, cột đỡ bóng này, cối điều khiển này, bộ phận thu nhận hiển thị hình ảnh, đúng không? Ngoài ra ta còn có các cái bộ phận sau như là phiên lọc này, hệ chuẩn trực này, rồi bộ khu trú trùng tia này, lưới chống tán xạ, rồi bộ kiểm soát liều tự động. Đấy. Thì về phân chia cái máy X-quang thì người ta phân chia theo các cái cấu trúc hoặc theo chức năng hoặc là công nghệ xử lý hình ảnh, thì người ta đưa ra thành các cái loại khác nhau, đúng không? Ví dụ nếu nếu như mà là phân theo cấu trúc ấy thì ta có X-quang cố định, X-quang di động hoặc X-quang sách tay. Đó. Rồi theo công nghệ xử lý hình ảnh ấy, thì ta có X-quang cổ điển dùng phim, đúng không? X-quang chiếu là dùng màn chiếu, rồi X-quang kỹ thuật số gián tiếp, đúng không? Đó. Rồi X-quang kỹ thuật số trực tiếp, đúng không? Rồi theo chức năng là gì, chúng ta có X-quang thường quy, X-quang răng, X-quang vú, rồi X-quang can thiệp, rồi X-quang cắt lớp vi tính, vân vân. Đấy, thì phân chia theo các cái cấu trúc chức năng thì ta có các cái tên gọi như thế, đúng không? Đấy. Thì chúng ta đã biết rằng là hiện nay bây giờ cái X-quang cổ điển đấy, X-quang cổ điển, X-quang dùng phim ấy thì là gì? Đến bây giờ hầu như chúng ta không dùng nữa, đúng không? Bởi vì dùng X-quang dùng phim nó có những cái bất tiện như sau, có hai cái bất tiện lớn, đó là gì? Đó là cái việc lưu trữ là khó. À, cái việc lưu trữ là khó. Cái việc lưu trữ là khó. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai đó là gì? Chúng ta phải có một cái thời gian dài để xử lý hình ảnh. Sau khi chụp xong rồi chúng ta lại phải gì? Chúng ta lại phải hiện ảnh trên phim bằng cách là gì? Rửa phim. Và khi rửa phim lại dẫn tới cái gì? Khi rửa phim lại dẫn tới cái nước rửa phim ấy là cái hóa chất độc hại, do vậy không được đổ trực tiếp ra môi trường mà phải xử lý theo cái quy trình của cái hóa chất độc hại, do nó rất phức tạp. Do vậy bây giờ là cái X-quang cổ điển hầu như là ta không dùng nữa, mà ta dùng các cái ý kỹ thuật số gián tiếp hoặc là trực tiếp. Ở đây muốn trao đổi với các đồng chí một cái liên quan này, tức là
Cái này là cũng là quan trọng này, các đồng chí thấy cũng là quan trọng là gì, là cái tiêu điểm của bóng phát đúng không? Tiêu điểm thì cái tiêu điểm là vùng diện tích trên bia xảy ra cái tương tác giữa chùm điện tử và bia để phát sinh ra tia X, thì cái tiêu điểm này càng nhỏ thì dẫn tới cái độ phân giải càng lớn. À sorry, cái độ tiêu điểm càng nhỏ thì độ phân giải càng tốt. Độ tiêu điểm càng nhỏ thì độ phân giải càng tốt, và tiêu điểm càng gì càng lớn thì độ phân giải càng kém. Do vậy mà trong tuy nhiên là tiêu điểm càng nhỏ độ phân giải càng tốt, nhưng mà gì, nhưng mà khi đó thì cái chùm electron tới thì lại không được lớn, bởi vì tiêu điểm nhỏ mà. Do vậy mà cái cường độ của tia X tạo ra cũng là gì, cũng là nhỏ. Còn nếu như tiêu điểm lớn ấy, thì gì cái chùm electron tới là được là lớn, tức là lớn dẫn tới là cái cường độ của chùm tia X cũng lớn. Thế nên là giữa hai cái đấy là nó ngược nhau. Nếu anh được cái phân giải tốt thì cái cường độ lại gì, lại giảm đi, và do vậy cái thời gian chiếu của anh lại bị gì, lại bị tăng lên. Thời gian chiếu của anh lại bị tăng lên đấy. Thì nó có những cái ngược nhau, cho do vậy mà tùy theo các cái công việc cụ thể mà người ta sẽ dùng cái tiêu điểm lớn hay là tiêu điểm nhỏ. Chính vì vậy mà trong gì, trong cái bóng phát tia X, cái phần ca tốt đấy đúng không? Phần ca tốt tức là phần sợi đốt đấy, cái sợi đốt để tạo ra ra electron ấy, thì sẽ có hai cái sợi đốt dài và sợi đốt ngắn. Đối với trường hợp mà cần cái gì, cần cái độ phân giải tốt thì ta dùng cái sợi đốt ngắn, mà cần cái cường độ lớn để gì thời gian chụp nhanh hơn thì ta lại dùng cái gì, dùng cái sợi đốt dài, mà dùng sợi đốt dài. Ở đây muốn trao đổi với các đồng chí về cái phin lọc. Phin lọc thì báo cáo đồng chí là như thế này: khi mà tia X ấy, khi mà electron đập vào anode ấy, thì nó có một cái năng lượng, khi đập vào anode nó có một năng lượng nhất định. Thì cái năng lượng cực đại của nó sẽ bằng hiệu điện thế giữa giữa cathode và anode. Ví dụ như hiệu điện thế giữa cathode và anode là 300 kV chẳng hạn, thì cái electron có cái năng lượng cực đại đập vào anode sẽ có năng lượng là 300 kilo electron vong nhà 300 kilo electron vong. Và khi cái electron có năng lượng cực đại là 300 kilo electron vong, khi đập vào anode thì nó sẽ phát ra tia X có năng lượng cực đại là 300 kilo electron vong. Thế nhưng mà cái tia X với năng lượng cực đại 300 kilo electron vong đó thì gì, thì có cái cường độ rất là nhỏ nhà, cường độ nhất là nhỏ, và tia X sẽ có năng lượng trải dài từ gần không và cho tới 300 kilo electron vong, tức là trải dài tới cái năng lượng cực đại của electron khi đập tới gì, đập tới anode nhá, đập tới anode. Do vậy mà gì, cái trong cái phổ nhìn vào đây chúng ta thấy cái phổ đây, cái trục tung là cường độ, trục tung là cường độ, và trục hành là gì, hành là năng lượng của tia X. Thì cái năng lượng của tia X sẽ chạy từ gì, từ cái giá trị là gì bằng không, gần không, cho tới cái giá trị, tới cái năng lượng cực đại của electron. Năng lượng cực đại của electron bằng bao nhiêu thì thì tia X cũng có cái năng lượng cực đại bằng tương đó. Tuy nhiên cái phần tia X có năng lượng cực đại đó thì sẽ rất là nhỏ, cường độ rất là nhỏ, mà cái phần tia X có năng lượng gì, có năng lượng gần không là rất là lớn. Mà cái tia X có năng lượng gần không thì là tia X gì, rất là mềm, năng lượng thấp, không đủ xuyên qua các mô trong cơ thể người. Do vậy các cái tia X thì không có vai trò đóng góp vào việc tạo ra hình ảnh, nhưng mà vẫn tạo lên liều cho bệnh nhân nhé, vẫn tạo ra liều cho bệnh nhân, bởi vì nó vẫn là tia X thì vẫn tạo ra liều cho bệnh nhân, mà lại không có vai trò trong việc gì, trong việc tạo ra hình ảnh. Chính vì vậy ở trên cái bóng phát tia X, người ta phải có một cái bộ lọc nè, người ta bộ lọc, bộ lọc này có thể bằng nhiều nhiều cái vật khác nhau, nhưng mà thường người ta dùng bằng nhôm, dùng bằng nhôm. Và do vậy mà khi có thể anh dùng bằng các nguyên tố khác, nhưng mà vẫn được tính ra milimét nhôm tương đương. Do vậy ở đây khi mà tôi dùng cái phin nặc ở đây thì tôi sẽ loại bỏ được đi cái gì, cái phần tia X năng lượng thấp, loại bỏ đi được phần tia X năng lượng thấp là cái phần không có vai trò tạo nên hình ảnh mà vẫn gì gây nên cái liều gì, liều cho bệnh nhân. Do vậy mà sau khi lọc rồi thì ta được cái phổ của tia X, cái gì, phổ của tia X là không có cái phần năng lượng gì, năng lượng thấp nữa nhá. Do vậy mà đối với trong chụp X quang, đối với trong 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 trong
máy phát tia X dùng trong công nghiệp thì có thể không cần, có thể là có thể người ta không cần cái phần phim lọc này nha, phim lọc này. Nhưng mà đối với tia X dùng trong X quang thì trong bóng phát tia X dùng trong X quang bắt buộc phải có phim lọc để loại bỏ lên cái phần tia X mà năng lượng thấp không có vai trò tạo nên hình ảnh mà vẫn gây ra liều cho bệnh nhân. Đấy. Các đồng chí nhớ là lưu ý là như thế, bởi vì và cái này là trong cái máy, trong cái bóng phát nào người ta cũng đã có và người ta ghi ở trên bóng và bắt buộc phải ghi trên bóng nhé, yêu cầu bắt buộc là phải ghi trên bóng đấy theo quy định. Ngoài ra thì chúng ta còn có các cái bộ chuẩn trực. Bộ chuẩn trực là mục đích là chúng ta khu trú cái trùng tia vào cái vùng chúng ta cần chụp. Trước đây khi mà chúng ta gì chúng ta dùng phim thì phim của ta vuông như thế này thì chúng ta sẽ phải khu trú gì khu trú cái trùng tia vào cái phần vuông của phim này, đúng không? Bởi vì giả sử chúng ta không khu trú trùng tia vào cái phần vuông của phim mà chúng ta chiếu ra ngoài chăng nữa thì cũng không ghi được hình ảnh gì cả, bởi vì có phim đâu. Đấy, mà lại vẫn tạo ra liều cho bệnh nhân, do vậy người ta phải làm cái bộ chuẩn trực để gì khu trú cái trùng tia vào cái vùng mà ta muốn chụp nhá. Đấy là hồi xưa dùng phim, ngay cả bây giờ chúng ta vẫn phải dùng cái bộ khu trú trùng tia, là bởi vì sao? Bởi vì bây giờ không dùng phim nữa, thế nhưng mà người ta chỉ đặt cái gì cái thiết bị đo ở một cái vùng nhất định thôi, đúng không? Do vậy chúng ta cũng phải khu trú trùng tia vào cái vùng nhạy của cái gì của cái thiết bị ghi đo, đúng không? Chứ còn chúng ta mà trùng tia ra ngoài cái vùng nhạy của thiết bị ghi đo thì chúng ta cũng không vẫn không ghi được, cũng không vẫn không ghi được tín hiệu mà vẫn gì tăng liều cho bệnh nhân. Do vậy chúng ta cần vẫn phải cùng dùng cái gì dùng cái bộ khu trú trùng tia, cái độ khoan ta gọi là cái bộ chuẩn trực ấy. Đấy, rồi trong trường hợp mà gì trong trường hợp đối với cái trường hợp chụp mà gì mà bệnh nhân nằm trên cái bàn chụp ấy, đúng không? Chụp ảnh mà bệnh nhân nằm trên bàn chụp, nằm trên bàn chụp thì chúng ta phải gì thì chúng ta phải chế tạo các cái bàn chụp mà để cho tia X xuyên qua, đúng không? Để cho tia X xuyên qua cái bàn chụp ấy, để cho tia X xuyên qua cái bàn chụp nhớ. Nếu không xuyên qua bàn chụp thì cái tia X nó sẽ phản xạ ngược trở lại, đúng không? Cái tia X phản xạ ngược trở lại thì không có tác dụng tạo ra gì tạo ra cái hình ảnh mà lại tăng liều cho gì tăng liều cho bệnh nhân, xuyên xuống một lần tạo ra một liều rồi lại xuyên lên một lần tạo ra một liều nữa, đúng không? Mà lại không có tác dụng gì tác dụng tạo ra hình ảnh. Và vậy mà trong các cái bàn để cho bệnh nhân làm để chụp thì là phải là các bàn mà cho cái tia X nó dễ dàng xuyên qua không bị phản xạ ngược trở lại. Cái thứ hai là chúng ta phải có cái kiểm soát liều tự động. Ta phải có cái kiểm soát liều tự động. Chúng ta phải có cái mục đích để có cái kiểm soát liều tự động là gì? Là bởi vì chúng ta sẽ đặt cái giới hạn liều khi chụp ấy. Để cho đến cái giá trị liều đấy là thiết bị tự động dừng. Hoặc là chúng ta có thể đặt ngoài cái về về liều chúng ta có thể đặt về cái gì mini ampere giây nhỉ, đặt cái ngưỡng mini ampere giây để gì để mà đạt cái giá trị đó thì hệ thiết bị tự động dừng lại nhỉ, hệ thiết bị tự động dừng lại. Ok, như vậy ta xong kết thúc cái phần cái bài là nguyên lý hoạt động của thiết bị X-quang và các vấn đề an toàn liên quan. Về phần này các đồng chí có cái câu hỏi hoặc trao đổi gì không? Nếu không có thì chúng ta sang bài tiếp theo. Trước khi sang bài tiếp theo thì chúng ta giải lao khoảng 20 phút nhé. Giải lao khoảng 20 phút. Vâng Ok nha. ạ. Dạ, thầy ạ. Ok, ta giải lao khoảng 20 phút rồi ta vào học tiếp. Dạ.